Thị thân mến trung y cho rằng thực phẩm là thuốc và tất nhiên trứng cũng vậy dùng đúng cách thì sẽ là một vị thuốc tự nhiên có thể giúp ngủ ngon bảo vệ tóc bảo vệ gan và dạ dày chống lại trứng mất trí nhớ bác sĩ trung y hồ nãi văn tại đài loan đã tiết lộ những kinh nghiệm quý báu này danh y thời minh ở trung quốc lý thời Trân đã so sánh quả trứng với một vũ trụ thu nhỏ lòng trắng trứng giống như bầu trời và lòng đỏ giống như mặt đất tượng trưng cho âm dương cân bằng chứa đường tinh hoa của trời đất. Trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, chứa lecithin tốt cho người bị mất ngủ, rụng tóc, có vấn đề về gan, dạ dày và giảm trí nhớ. Từ quan điểm của Trung y, trứng không chỉ cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể con người mà còn có tác dụng an thần, điều hòa ngũ tạng. Theo bản thảo cương mục, trứng có thể làm dịu tâm, an ngũ tạng, ngừng co giật và an thai. Phương thuốc trung y giúp xoa dịu thần kinh hoàng liên A giao thang chính là sử dụng lòng đỏ trứng làm vật dẫn. Dưới đây là một số cách ăn trứng đặc biệt và một số công thức để làm thuốc. Trứng hấp giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng. Đối với những người tinh thần thường hay lo lắng hoặc mất ngủ vào ban đêm thì món trứng hấp cho bữa tối có thể giúp xoa dịu. Món súp trứng hấp trộn với cơm không chỉ thơm ngon mà còn có thể xoa dịu tâm trạng, mang lại giấc ngủ ngon. Có rất nhiều cách làm món trứng hấp, dù là với thịt băm, nấm hay là các loại rau củ khác thì quý vị cũng đều có thể tạo ra được sự kết hợp thơm ngon. Nguyên liệu cho 2 đến 3 người ăn gồm có: hai quả trứng, lượng muối vừa phải, 1/2 muỗng dầu ô liu, một ít nước tương, khoảng 280 ml nước ấm, một lượng hành lá cắt nhỏ vừa phải. Cách làm: đập 2 quả trứng vào tô hấp đánh trứng, thêm muối và dầu ô liu vào rồi khuấy đều, thêm khoảng 280ml nước ấm, vừa thêm nước vừa khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Dùng thìa hớt hết bọt nổi trên bề mặt, cho lượng nước thích hợp vào nồi hấp và đun sôi. Sau khi nước sôi, cho tô trứng vào hấp trên lửa lớn trong khoảng 10 phút. Mở nắp và rắc một ít hành lá sắt nhỏ, sau đó đóng nắp, tận dụng phần nhiệt dư để hấp thêm một chút. Lấy trứng ra, dùng dao cắt làm 4 lần theo chiều dọc và chiều ngang, dưới một ít nước tương lên bề mặt và thưởng thức. Trứng luộc hà thủ ô kích thích mọc tóc. Chiết xuất hà thủ ô có thể kích thích mọc tóc bằng cách kéo dài giai đoạn anagen, tức là giai đoạn mà các tế bào chân tóc phân chia mạnh mẽ nhất, giúp sợi tóc liên tục mọc dài ra. Sự kết hợp giữa hà thủ ô và trứng có tác dụng rõ rệt đối với người thiếu máu và suy nhược. Nguyên liệu 60g hà thủ ô, 2 quả trứng. Cách làm, luộc hà thủ ô cùng với trứng đã rửa sạch. Khi trứng chín, lấy trứng ra, bóc vỏ rồi cho vào nồi luộc tiếp. Nấu khoảng 5 phút thì tắt bếp, ăn trứng và uống súp khi còn nóng. Lưu ý không sử dụng nồi kim loại để đựng hoặc luộc trứng. Luộc trứng đã chín một lần nữa sẽ làm tăng tác dụng của trứng. Món ăn này không chỉ giúp tóc mọc và đen hơn mà còn có thể bồi bổ thể chất nói đến trứng thì có nhiều người sẽ e ngại rằng chúng có thể gây ra mỡ máu hay là cholesterol kỳ thực thì bác sĩ hồ nãi văn cho rằng cholesterol cao không phải lỗi của trứng mà trứng chứa đựng lớn protein nhưng không ít người lớn tuổi vì lo ngại hàm lượng này trong lòng đỏ trứng nên đã không dám ăn nhiều đặc biệt là lòng đỏ trứng Mặc dù trong lòng đỏ trứng có chứa chất này nhưng nó cũng có rất nhiều lecithin. Trên thực tế, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến mức cholesterol trong máu là hỗn hợp chất béo, carbohydrate trong khẩu phần ăn chứ không phải là lượng cholesterol trong khẩu phần tiêu thụ từ thực phẩm. Đối với hầu hết mọi người, cholesterol trong khẩu phần ăn không phải là vấn đề như người ta từng nghĩ. Một nghiên cứu được công bố trên tập san của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 2019 cho thấy, càng hấp thụ nhiều cholesterol trong thực phẩm thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao. Tuy nhiên, một phân tích toàn diện thu thập nhiều công trình nghiên cứu trên JAMA vào năm 2021 cho thấy, ăn nhiều trứng, tức là hơn một quả trứng một ngày, không những không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà còn có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Trứng ngâm giấm, trị tàn nhang, mụn trứng cá và vẩy nến Ngoài các món thơm ngon bổ dưỡng thì trứng còn có thể dùng bôi ngoài để cải thiện cho vấn đề về da thưa quý vị. Trong các bài thuốc cổ xưa, người ta thường dùng trứng ngâm giấm để điều trị tàn nhang, mụn trứng cá và bệnh vầy nến. Nguyên liệu gồm có hai quả trứng, 250ml giấm và 5ml rượu. Cách làm, rửa sạch trứng, lau vào khử trùng bằng cồn, cho vào chai khử trùng, thêm nửa lít giấm, đậy kín và ngâm. Sau 7 ngày lấy trứng ra, đập vỏ, cho lòng trứng và lòng đỏ trứng vào lọ khử trùng, đậy nắp lại. Khi dùng sẽ nhúng tam bông vào lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng rồi thoa lên vết tàn nhang, muộn trứng cá hoặc là vẩy nến. Mỗi lần thoa đi thoa lại từ 1 đến 2 phút. Nếu làm liên tục không ngừng, các vẩy trên vùng được thoa sẽ bắt đầu bong ra. Và bài thuốc này cũng có tác dụng chống ngứa. Gội đầu bằng trứng gà ác, dưỡng tóc và trị gầu Gà ác có lông trắng, có màu, nhưng da và màng xương đều đen, vậy nên được gọi là ô okay kê bạch phụ. Trứng gà ác có tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ làm đen tóc. Bài thuốc tập nghiệm phương thời xưa đã sử dụng trứng gà ác và nước sôi có thể cải thiện vấn đề gầu một cách hiệu quả. Nguyên liệu 3 quả trứng gà ác tươi, một nồi nước sôi 5 lít. Cách làm, đầu tiên để 5 lít nước sôi nguội xuống đến khoảng 30 độ C, đánh 3 quả trứng gà ác vào nước, trộn đều rồi thoa lên tóc, sau đó lại gội bằng nước sạch, lại thoa nước trứng gà ác vừa rồi, sau đó lại gội bằng nước sạch, lặp lại như thế 3 lần, sử dụng lâu dài, hiệu quả rõ rệt. Một số lưu ý về trứng xin được gửi tới quý vị. Thứ nhất đó là những người bị dị ứng với trứng không nên sử dụng phương pháp trên, nếu không có thể sẽ xảy ra các triệu chứng bất lợi như ngứa mí mắt, Thứ hai là không ăn trứng sống, trong trứng có thể có khuẩn tụ cầu vàng và salmonella khiến cho chúng ta phát bệnh. Cuối cùng là khâu bảo quản trứng, nhiều người cũng hay mắc sai lầm thưa quý vị. Có nhiều người sẽ đặt trứng mua ngoài chợ vào khay giấy, cũng có người sẽ đặt chúng lên giá đựng trứng ở cửa tủ lạnh. Tuy nhiên, đầu bếp người Anh Anna Williams cho biết không nên đặt trứng trên giá đỡ trứng ở cửa tủ lạnh mà nên đặt chúng vào các khay giấy và đặt giữa tủ lạnh. Cô William nói, đây là vị trí tốt nhất trong tủ lạnh để giữ trứng ở nhiệt độ không đổi, còn khai giấy có thể có tác dụng bảo vệ hoàn hảo. Khi đặt trứng trên giá ở cửa tủ lạnh, mở đóng cửa thường xuyên sẽ khiến cho quả trứng bị rung lắc dẫn đến nhanh hỏng. Đôi khi chúng ta có những quả trứng vỡ, vậy nên bảo quản như thế nào? Cô William nói rằng chúng ta nên giữ lòng trắng và lòng đỏ của chúng trong một cái bát có nắp đậy để tránh tiếp xúc và lây vi khuẩn sang các quả trứng khác hay là các thực phẩm khác và nên sử dụng trứng sớm sau khi đập, tránh bảo quản trứng lỏng quá 24 giờ để đảm bảo độ tươi. Trong hầu hết các trường hợp, trứng bảo quản trong tủ lạnh sẽ để được từ 3 đến 5 tuần miễn là không vượt quá thời hạn sử dụng. Và những lợi ích về quả trứng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của Khỏe Tự nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!